Lan Khuê và chồng sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Sau 5 năm về chung một nhà, Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn là một trong những cặp vợ chồng có hôn nhân vô cùng viên mãn. Dù đã kết hôn nhưng phu nhân hào môn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong sự kiện giải trí với nhiều vai trò. Lan Khuê còn gây chú ý khi xuất thân trong một gia đình vô cùng danh giá. Những thành viên trong gia đình của Lan Khuê đa phần là giảng viên đại học. Khi còn đang học đại học, Lan Khuê xin bố mẹ bảo lưu một năm khi đang học tại khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ đây, Lan Khuê bắt đầu xây dựng tên tuổi trong làng giải trí Việt. Lan Khuê tham gia Siêu mẫu châu Á, Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, Hoa hậu thế giới, Ngồi ghế nóng, huấn luyện viên cuộc thi The Face 2016 và 2017, Hot siêu mẫu Việt Nam 2018 cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế khác. Vào năm 2016, Lan Khuê còn được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành cho một công ty người mẫu hàng đầu Việt Nam. Lan Khuê là mỹ nhân được nhiều nhà thiết kế, nhãn hàng mời vào những vị trí quan trọng nên dân tình dự đoán cô có cát xê không hề nhỏ. Cùng với đó, hiện tại Lan Khuê còn có thu nhập từ công việc kinh doanh cửa hàng riêng. Nếu như Lan Khuê là khuôn mặt nổi trội trong làng giải trí thì John Tuấn Nguyễn lại là doanh nhân nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chồng của Lan Khuê là cháu nội của bà Tư Hường, người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn toàn cầu, nữ doanh nhân đi đầu trong lĩnh vực bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường. Sau khi du học tại Canada về, John Tuấn Nguyễn tiếp quản một phần việc kinh doanh của gia đình. Ít ai biết được chuyện chồng của Lan Khuê là người đứng sau nhiều cuộc thi lớn. Vào năm 2015, John Tuấn Nguyễn đảm nhận vai trò phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2015. Đầu năm 2018, John Tuấn Nguyễn còn bỏ vốn sản xuất một game show hẹn hò với format từ một chương trình truyền hình hot nhất thế giới mang tên Anh chàng độc thân, The Bachelor Việt Nam. Sau 5 năm về chung nhà, Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn hiện đang có cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người mơ ước. Vợ chồng Lan Khuê sinh sống trong ngôi biệt thự rát vàng, view bạc tỷ. Trên trang cá nhân, Lan Khuê thường xuyên khoe cuộc sống sang trọng như bà Hoàng. Vợ doanh nhân John Tuấn Nguyễn có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, đến từ nhiều thương hiệu trên thế giới. Không chỉ thế, vợ chồng Lan Khuê còn đi du lịch sang chảnh trong và ngoài nước.